Hello, xin chào các bạn đã đến kênh của Man Hero Game. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục những trận PvP ở bảng D với cả hai tuyển thủ, đó là Lord of Bone và Bông Bắp. Thì cả hai tuyển thủ sẽ được random map, đó là đồng bằng tranh chấp. Nhìn sơ qua về hai boss thì Man cảm thấy sẽ có một trận đánh đến từ vị trí của những tanker và những healer các bạn. Và sẽ có một chiến thuật, đó là phòng thủ và tấn công. Ở phía Lord of One thì anh ta đang chọn cho mình pick 1, đó là tanker LB, pick 2 là Rentina và pick 3 Lianna. Ở phía Bông Bắc thì anh ta đang chọn cho mình pick 1, đó là tanker Hilda, pick 2 là Epsilon, pick 3 là healer Sissy White và bit 4 của Lord of One, đó là Lanya. Bit 4 của Bông Bắp sẽ là New Zerida. Và hiện tại cả hai tuyển thủ đang tiến hành đến những lượt ban bit cuối cùng, đó là bit 5. Và phía bên Lord of One thì anh ta sẽ có hai sự lựa chọn, đó là Quang Nhiếp Chính và Lanh Út. Và khả năng anh ta đã ra quân Lanya ở bit 4 thì có lẽ bit 5 sẽ có sự xuất hiện của Landius mang siêu cường cho Lanya. Về phía Bông Bắp thì chúng ta đang có một tanker, đó là Hilda. Và nếu như mà anh ta đang có hai sự lựa chọn, một là sẽ tăng cường thêm khả năng phòng thủ, là sẽ bit 5 tanker LB. Nếu như anh ta muốn tăng cường khả năng tấn công thì sẽ có bit 5 là lỗ. Ok, Landus của Lord of One đã ra sân và bé lỗ của Bông Bắp cũng đã ra sân các bạn. Cả hai đang có tanker và có healer, nhưng mà về phía của Lord of One thì cái khả năng phòng thủ của anh ta chắc chắn hơn một tí, thì anh ta sẽ mang cho mình hai tanker, một healer Lianna và cũng như là một Lanya, rồi cũng có khả năng sẽ là heal nếu như mà anh ta đánh thường mà có bố sữa. Về cái địa hình của Lan á, của Hilda tạo ra thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì cái địa hình này đối với team của Lord of One thì cũng sẽ không gặp trở ngại gì, bởi vì Lord of One thì cũng có Lan già để mà xóa bỏ đi cái địa hình đó. Nhưng mà trong cái team của Lord of One cũng không có con nào có khả năng di chuyển thêm và hành động lại, nên địa hình cũng vô nghĩa và chủ yếu là để tăng cường phòng thủ. Ok, thì những gì chuẩn bị ở tuần 1 đã xong, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiến qua tuần 2. Và hiện tại thì đang có sự comeback đến từ Bông Bắp, thì anh ta đã AOE phố đen. Thì hiện tại lục Brentina phía bên Lord of One thì vẫn có khả năng AOE các bạn. Mặc dù đang bị câm lặng, nhưng với sự với Lianna vẫn còn đó, và khả năng thì sẽ có những đòn giao tranh tiếp theo. Anh ta có mang cho mình lưỡi hái này và healer đã sử dụng xong rồi, và sẽ có những màn đánh tăng các bạn, bởi vì đây Lianna còn hành động lại, đánh tăng xong rồi hành động lại nha. Ok, New Zerida vẫn còn đang ở phía xa, có thể te le lên được, nhưng mà cũng làm được gì, có đến hai tanker, có đến hai mục tiêu để cho New Zerida có thể tấn công, nhưng mà anh ta chỉ có thể hạ được một trong hai, đó là Landus và LB thôi. Ok, một sự hy sinh để mà tích lớp cho Epsilon nữa các bạn. Thích lớp cho Epsilon thôi các bạn. Hilda đã Lianna đã
đã hóa giải skill câm lặng cho Lucrentina, và Lucrentina có thể sử dụng lưỡi hái các bạn. Vâng, thưa các bạn, một mạng của Hilda đã lên bảng điểm số, và tuần sau thì phía Lord of One cũng sẽ được đánh trước, và chắc chắn là sẽ câu kéo thêm một mạng của Hilda rồi, bởi vì đây là một cơ hội ngàn năm có một, chứ để bên bông bắp Healer lại thì đánh nó hơi mệt một tí. Đây là một cơ hội rất là tốt để hạ tăng các bạn. Ok, Epsilon đã lao lên, giờ anh ta đánh vào Landwood, nhưng mà anh ta không thể nào đã thương được Landwood với những đòn đánh xa các bạn. Landwood về phần đánh gần thì cũng hơi kém kém một tí, nhưng mà về phần giảm sát thương xa thì anh ta được giảm rất là tốt. Có hành động lại rồi, có câu kéo thêm một mạng nữa đây. Có dốc toàn lực luôn các bạn, quyết định hành động lại Epsilon để mà chắc có lẽ là để mà đánh Lyanna, vì Lyanna hiện tại đang có lượng máu dưới 79%. Vâng, đúng là như vậy, anh ta đã lựa chọn cho mình là đánh Lyanna và có được viên ngọc cho New Zerida thưa các bạn. Bé lỗ đã lên bảng điểm số rồi. Có thể đánh được ai? Lucren đã được bảo vệ bởi tanker LB và Landwood vẫn còn đó. Bông bắp đã lựa chọn đánh với gấu bông thưa các bạn. Có lấy đi một mạng của LB không? Không, không thể nào lấy đi một mạng của LB. CCY chắc chắn sẽ lên bảng điểm số rồi các bạn. Rồi, hiện tại thì tình hình nó sẽ rất là tình hình các bạn, đó là Lord of One vẫn còn cho mình hai tăng cơ và hai đam. Phía bên bông bắp thì còn cho mình là Zerida và một Epsilon. Tuy rằng hai con này cũng có khả năng rất mạnh mẽ, nói chung là Epsilon và New Zerida thì sẽ rất mạnh mẽ, nhưng mà có khả năng nào anh ta có thể chống lại quân địch đông như quân nguyên của phía Lord of One hay không? Có một đòn AOE tung ra để phá đi khiên của Epsilon. LB có lẽ sẽ nằm lại, lượng máu 64% thì không thể nào chống đỡ được đòn tấn công của Epsilon rồi. Có thiên phạt, thiên phạt đã cướp đi một mạng của New Zerida, và ok, và New Zerida sẽ lên bảng điểm số. Vâng thưa các bạn, hiện tại tuyển thủ bông bắp chỉ còn lại một mình Epsilon, và anh ta làm được gì đây? Anh ta sẽ giết chết được Lucrentina, nhưng mà phía phần sân còn lại vẫn đang có sự kiểm thoát đến từ hai con hai mạng, đó là bộ đôi Landwood, một già một trẻ. Đúng, đúng luôn các bạn, bộ đôi Landwood một già một trẻ. Và Landwood trẻ thì có nhiệm vụ là hậu vệ cho Landwood già, nhưng mà skill thì Landwood già thì có búa sữa để mà hồi máu, cũng như đó là Landwood trẻ thì có skill gây chón. Và ok, và phần thưa các bạn, thế cuộc đã định, phần thắng nghiêng về Lord of One. Ok, Manro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.